Xin kính chào tất cả quý khán giả đang xem kênh Kẹt Tương Đạt của em. Lời nói đầu tiên, xin gửi lời chào đến tất cả quý khán giả. Kính chúc quý khán giả và gia đình được dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc và xem kênh vui vẻ. Liên quan đến câu chuyện của bà Nguyễn Phương Hằng và Hằng Ni, thì hôm nay tiếp tục gửi đến cho quý khán giả một cái thông tin. Đây là một cái đoạn video clip trên kênh YouTube của Hằng Ni được tôi lưu về đây. Và đây cũng là cái bằng chứng rất quan trọng mà thời gian qua Hằng Ni đã nói về gia đình bà Hằng, công ty cổ phần Đại Nam và quỹ từ thiện Hằng Hữu. Và nội dung trong cái video này cũng tương tự như cái kết luận điều tra mà vừa rồi cơ quan chức năng vừa hoàn tất. Tôi cũng rất mong cái tên Lực Gia Ngu Dốt đó cũng vào nghe được cái đoạn video này. Bây giờ cái cách mà tên Lực Gia Ngu Dốt Trần Đình Thu đó phân tích đó, không có khác gì Hằng Ni và ông Trần Văn Sĩ. Đồng ý hai người đó bây giờ bị khởi tố bắt tạm giam, tính đến thời điểm này thì cũng 6 tháng rồi. Nhưng bà Trần Đình Thu vẫn ngông cuồng đi vào trong cái vết xe đổ đó. Nhưng trước khi đi vào cái nội dung, cũng xin phép trả lời một số cái câu hỏi của quý khán giả. Thì ngày hôm qua có rất nhiều, nói chung là nhiều em mới trả lời, chứ hầu như là 1-2 tin nhắn đó là em cũng trả lời thẳng ở trên kênh hoặc là trên Zalo. Quý khán giả kêu em im lặng đi, đừng có nói về chuyện của chị Hằng nữa, để cho cơ quan chức năng giải quyết. Nói hoài là chị Hằng khó khăn lắm, chị Hằng sẽ nặng tội. Quý khán giả đừng nên có những cái suy nghĩ và những cái lập luận rất là mơ hồ như vậy. Cái việc làm tốt thì chúng ta biểu dương ủng hộ, còn cái việc làm xấu chúng ta phải tố cáo, chúng ta phải lên án. Bà Hằng sai bây giờ có lực pháp xử, người ta khởi tố bắt tạm giam bà Hằng hơn 16 tháng qua rồi. Bây giờ tôi có nói 1.000 cái video clip nữa nó cũng không có giá trị, không có giúp được cho bà Hằng. Mà tôi nói sai một cái video, cơ quan chức năng người ta xử lý thôi. Tôi lớn rồi, tôi đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự rồi. Nếu như tôi nói sai, lực pháp xử lý tôi nè, ta phạt tôi nè, ta bắt tôi nè, chứ ta không có bắt bà Hằng. Quý khán giả phải hiểu là cái chỗ đó. Còn hơn 16 tháng qua bà Hằng bị khởi tố bắt tạm giam đó, chưa có một kênh YouTube nào buông tha cho tên tuổi bà Hằng hết, vẫn đem tên tuổi và hình ảnh của bà Hằng ra để nhục mạ chà đạp mỗi ngày. Thì ở đây không thể nào ngồi im được, vì tôi là cái người đã theo cái câu chuyện này ngay từ đầu, cho nên tôi không bao giờ tôi ngồi im được ha. Đó là cái lời muốn trả lời gõ cho quý khán giả này vậy. Em trả lời như vậy là mục đích em rất là trân trọng tất cả quý khán giả, và những cái đóng góp của quý khán giả đều mang tính chất xây dựng và các bổ ích cho cái kênh YouTube này. Nhưng chúng ta là đóng góp trên cái tinh thần xây dựng, không nên chửi bới, không nên có cái lời lẽ xuyên tạc cơ quan chức năng hoặc là trách móc khiển trách gì đó, là cái đó là em không có khuyến khích nha. Kính thưa tất cả quý khán giả, thì thời gian qua chúng ta thấy là cô Diệp Đậu cũng đã nói trên cái kênh YouTube của Hồ Quang Thuận, và em cũng xin chú Hồ Quang Thuận cái đoạn video đó về chia sẻ lên trên cái kênh của mình. Chính cái lời cô Diệp nói là Thanh Trần kêu cô Diệp Đậu á tạo ra 10 cái tài khoản để chuyển tiền vào trong cái quỹ từ thiện Hằng Hữu. Rồi cô Diệp hỏi tại sao phải làm vậy, nói là chuyển tiền vào trong đó thì mình mới bắt buộc người ta phải sao kê ra, là cô Diệp mà không làm. Nhưng mà bà hỏi cái này là ý của ai, là chính cái lời cô Diệp hỏi nha, cô Diệp nói nha, cô Diệp thật lại thôi, cô Diệp hỏi là ý của ai, nói là của Hằng Ni và ông Trần Văn Sĩ. Chúng ta nghe rất rõ ràng ha. Nhưng mà đến thời điểm này chúng ta nghe cái kết luận cơ quan chức năng vừa hoàn tất được báo chí đưa thông tin đó, thì Hằng Ni xúc phạm bà Hằng còn mấy cái video, còn ông Sĩ 8 cái, Hằng Ni vô 4 cái, và chưa có nghe đến cái vấn đề mà chuyển tiền vào trong quỹ Hằng Hữu, hoặc là nói là mẹ bà Nguyễn Phương Hằng rồi này kia đó, nói đủ thứ cho, còn nói nhiều thứ lắm. Chúng ta chưa có nghe những thứ đó ha. Thì đây, hôm nay tôi gửi đến quý khán giả một cái đoạn video ngắn để xem là cái trình độ thạc sĩ của chị Ni là chỉ phân tích vào công ty doanh nghiệp của bà Hằng là như thế nào nha. Có một cái sự khuyến khích hoặc là cái sự ưu ái của ai hay không mà chị Ni đã vượt qua cái rào cản của pháp lý mà để hủy hoại cái thanh danh nghề nghiệp của mình để lao vào trong cái câu chuyện này nha. Mời quý khán giả nghe video này. Anh chị, chắc chị Vân Nguyễn hỏi rằng ông GLV kiện chị đánh phá doanh nghiệp của ông, mình sợ chị thắng một mà thua hai. Tôi đã, cái này không phải là ông GLV mà công ty Đại Nam kiện tôi đánh phá quỹ Hằng Hữu bằng những cái dữ liệu mà họ đưa ra. Thì trong cái đơn đó đó, cái đó không gọi là đơn kiện mà đơn tố cáo, gửi cho công an Bình Dương. Và tôi đã làm việc với công an Bình Dương từ rất lâu rồi. Về cái việc mà đánh phá quỹ Hằng Hữu là không có chuyện đó. Bởi vì
không thể tôi đi chuyển tiền như doanh nghiệp cho một cái quỹ hàm hưởng mà bảo là đánh phá, không ai đi đánh phá mà đem cho tiền cả, cho nên cho tiền không. Nghe chưa? Nào quý khán giả nghe lại nha. Cho một cái quỹ hàm hưởng mà bảo là đánh phá. Dạ. Chị Ni nói là bà Hằng kiện nói là chị Ni chuyển tiền vào trong cái quỹ từ thiện hàng hổ. Chị Ni chứ nói không có ai chuyển tiền vào trong cái quỹ từ thiện mà gọi là đánh phá nha. Quý khán giả nghe rõ nha. Không có ai chuyển tiền vào trong cái quỹ từ thiện mà cho là đánh phá. Nghe rõ lại. Rất lâu rồi. Về cái việc mà đánh phá quỹ hàm hưởng là không có chuyện đó. Bởi vì không thể tôi đi chuyển tiền như doanh nghiệp cho một cái quỹ hàm hưởng mà bảo là đánh phá. Dạ. Chị nói không thể nào mà chị đi chuyển tiền vào trong một cái quỹ hàng hữu mà nói là chị đánh phá nha quý khán giả. Cái đoạn này là cái đoạn cực kỳ quan trọng nha. Và tôi tin chắc rằng những cái này là bà Hằng cung cấp cho cơ quan chức năng hết rồi. Và cơ quan chức năng người ta cũng nghe, cũng giám định trên cái kênh của chị Ni rồi hả. Nhưng mà chúng ta phải nghe lại, chúng ta phải nghe lại những cái này. Tại vì chúng ta là cái người theo dõi, quan sát trong cái câu chuyện này. Còn khi cơ quan chức năng người ta hoàn tất kết luận đó, thì người ta cũng không có công bố những cái chi tiết, tình tiết rõ ràng. Từ khi ra tòa chúng ta xem cáo trạng chúng ta mới biết thôi. Không có chuyện đó. Bởi vì không thể tôi đi chuyển tiền như doanh nghiệp cho một cái quỹ hàm hưởng mà bảo là đánh phá. Không ai đi đánh phá mà đem cho tiền cả. Cho nên cho tiền không phải là đánh phá. Thứ hai nữa, chị nói cho tiền không đánh phá, nhưng mà cái mục đích của chị cho tiền là để buộc người khác sao kê ra nha. Mục đích chị chuyển tiền vô đó là để buộc người ta sao kê ra, là cái đó là cái gọi là cái đánh phá rồi. Người cho tiền không phải là tôi. Chị nói là cái người cho tiền là không phải là chị ha. Mà chúng ta nghe cũng rõ ràng ha. Cái người cho tiền không phải là chị. Là bởi vì tôi đã nói thời gian qua, tôi nói rất nhiều lần rồi, chị là thạc sĩ rồi. Thì không bao giờ mà chị cầm cái tài khoản của chị chuyển cho đó. Không bao giờ. Thì cô Diệp Đậu đó, cô Diệp Đậu đó là Thanh Trần. Thanh Trần là kêu tạo ra 10 cái tài khoản đó. Bao nhiêu đó chúng ta hiểu rồi đúng không? Chị nói là cái người chuyển tiền phải là chị. Và tôi tin chắc rằng thời gian qua tôi nói rất nhiều cái video rồi, chị Ni không bao giờ chuyển tiền vào đó. Nếu mà chuyển tiền vào xem cái tài khoản đó biết tên chị sao, thì sẽ có người khác chuyển. Nhưng mà cái giao dịch ngân hàng của ai là cơ quan chức năng ta biết liền. Cho nên cho tiền không phải là đánh phá. Đã. Thứ hai nữa là người cho tiền không phải là tôi. Đã. Mà trong khi cái đơn mà do chị Hằng ký với tư cách là giám đốc, còn là CEO của Đại Nam ký mà tố cáo tôi lại là không phải, không đúng. Cho nên trong cái buổi làm việc với công an, tôi đã đưa ra yêu cầu phạm tố rằng đề nghị thanh tra quỹ hàng hữu. Đó, chị nói cái đơn mà Hằng ký để tố cáo chị ngoài Bình Dương á là nó không có đủ căn cứ, nên chị yêu cầu là phản tố nha. Chị yêu cầu là phản tố luôn. Bởi vì các anh chị hình dung coi, một cái quỹ mà trong đó có rất là nhiều vấn đề. Đó, thấy không? Một cái quỹ mà có nhiều vấn đề, chị yêu cầu phản tố, rồi chị yêu cầu là phải là thanh tra luôn. Chị yêu cầu là thanh tra quỹ hàng hữu luôn. Thì thời gian qua chị cũng có gửi đơn ra thanh tra Bộ Công an, đoàn thanh tra Chính phủ, yêu cầu thanh tra quỹ Đại Nam mà, thì thanh tra quỹ từ thiện hàng hữu mà, chúng ta cũng đã biết mấy cái vấn đề này. Chị Ni có gửi đơn mà, trời ơi, chỉ là thạc sĩ, cái trình độ chỉ cao lắm mà, chỉ gửi đơn khắp nơi mà. Thanh tra quỹ hàng hữu. Đó. Các anh chị hình dung coi, một cái quỹ mà trong đó có rất là nhiều vấn đề. Đó. Tiền người ta chuyển vào thì bảo rằng người ta đánh phá, không chịu nhận, mà quỹ thì lại quỹ mà lại sử dụng tiền của doanh nghiệp, tức là của một cái doanh nghiệp Đại Nam đổ vô đó, nhưng mà tiền là sử dụng tiền trước thuế chứ không phải tiền sau thuế. Đó. Vậy... thấy không? Chị thấy bao nhiêu đó là chị mệt rồi đó. Một cái quỹ mà có rất nhiều cái lạ, cái người ta không nhận tiền mà chị nói chị chuyển tiền vô đó, chị buộc gia đình người ta sao kê ra. Bây giờ tôi nói là gia đình chị nè có lập lên một cái quỹ đi. Rồi bây giờ tôi ở đây tôi chuyển tiền vào, tôi kêu chị sao kê ra, chị sao kê không? Hả? Tôi hỏi chị bao nhiêu đó. Cái quỹ được chính phủ nhà nước công nhận thì khi nào thanh tra chính phủ rồi người ta vô, ta thanh tra, ta kiểm tra. Còn cứ chỉ quyền gì mà chỉ kêu ta sao kê. Còn những người kêu gọi quyên góp của ba già ba tánh là buộc phải sao kê ra. Chị nói cái này là chị nói sai rồi, chị nói cái đó chị thạc sĩ mà chị nói kiểu này là chị chết rồi. Nói kiểu này là bởi vì xong phim rồi. Sử dụng tiền của doanh nghiệp, tức là của một cái doanh nghiệp Đại Nam đổ vô đó, nhưng mà tiền là sử dụng tiền trước thuế chứ không phải tiền sau thuế. Đã. Chị nói tiền của quỹ hàng hữu đó là sử dụng trước thuế chứ không phải sau thuế. Vậy là chính quyền người ta thua chị rồi, đúng không? Nếu mà công ty doanh nghiệp nào cũng mở ra một cái quỹ từ thiện sử dụng cái tiền từ công ty trước thuế trơn rồi, vậy là chính phủ lấy gì thu thuế, thấy không? Chị suy nghĩ đơn giản bao nhiêu thôi.
Nếu mà người nào cũng sử dụng một cái quỹ thiện nguyện vậy chăng đó, một năm tôi bỏ vô đó vài trăm tỷ, vài ngàn tỷ, tôi không nộp thuế, tôi bỏ vô đó tôi nạp đó, tôi làm từ thiện, tôi lấy cái tiếng thơm của tôi đó, đúng không? Vậy chính phủ nhà nước tiền đâu thu thuế? Trời ơi, chị nói chỗ này là bởi vậy chị xong đời chứ rồi. Vậy trong số tiền nó có thuế, nhưng lại đi, à, đi 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 đưa cái thông tin là mẹ của chị Hằng cũng nằm hưởng những cái lợi ích trong cái quỹ đó. Vậy một cái quỹ từ thiện hàng hữu cứu giúp khắp cái đất nước Việt Nam cho ngài. Bây giờ mẹ chị Hằng bệnh thì bây giờ lên đó lấy trong quỹ đó, tính ở trong quỹ luôn chứ giờ tính đâu. Ngày gia đình ta lập lên cái quỹ cứu đời giúp người vậy, người ta đưa mẹ ta vô đó khám bệnh không được sao? Mà có lỗi với chị hay gì? Thấy không? Chị bây giờ chị phân tích từ mẹ từ con luôn rồi, Trần Đình Thu bây giờ cũng lôi con ra nói nữa. Con là một con bạc nhưng bây giờ là một con bạc đang khát nước nữa. Đó, bây giờ Trần Đình Thu giờ đang đi theo cái con đường của chị đó. Vậy tôi đặt vấn đề cho các anh chị hình dung. Vậy thì tôi sẽ làm một cái doanh nghiệp, xong rồi tôi làm ra một cái quỹ, rồi cái tôi lấy tiền của doanh nghiệp, tiền lãi của doanh nghiệp đó, tôi nộp cho trong quỹ để tôi khỏi đóng thuế cho nhà nước. Ví dụ như tôi mua một cái sản phẩm, tôi trong năm đó hoạt động kinh doanh của tôi là có doanh thu 15 tỷ, rồi giá vốn của tôi là 10 tỷ, lẽ ra tôi lợi, cái lợi nhuận của tôi 5 tỷ đó, tôi sẽ phải đóng thuế cho nhà nước 20% là 1 tỷ. Vậy thì trong cái 5 tỷ lợi nhuận tôi phải đóng thuế 1 tỷ, nhưng tôi lại không đóng thuế mà tôi dùng hết 5 tỷ lẽ ra lợi nhuận đó, tôi chuyển vô, tôi chuyển qua bên quỹ từ thiện, và cái quỹ từ thiện đó tôi lại dùng cái tiền trong cái 5 tỷ này nè, là có trong đó có 1 tỷ tiền thuế, nhưng nhà nước cho phép nha các chị, nhà nước cho phép là dùng cái doanh thu của doanh nghiệp để đưa vào khấu trừ chi phí mà không giám sát quỹ từ thiện thì làm gì? Ông này cái này là cái tự chị suy diễn ra thôi, cái này là tự cái đầu chị suy diễn á, chứ luật pháp không có quy định, chị hiểu không? Cái đó là tự cái bản thân chị suy diễn ra đó. Nói như bây giờ là cái quỹ Hằng Hữu đưa mẹ bà Hằng vô khám bệnh, rồi bây giờ chị nói chị lập ra cái quỹ, rồi bây giờ tiền đó là doanh thu 20% đó, 20% nộp thuế 1 tỷ, rồi chị nộp một nộp vô trong cái quỹ đó, rồi đầu lấy tiền đó ra mua xe đó. Chị nói cái này chị nói bậy đó, chị nói cái này là tự chị suy diễn không à. Trời ơi, bởi vậy tôi nói cái cách mà chị Ni á dẫn chuyện đó, cái mặt cười tươi như hoa, cười vui vẻ lắm, cho nên dẫn chuyện nghe rất là thấu tình đạt lý, nghe rất là thơm tai, rất là đã tai, chứ không có đanh đá chua chát mặn mà như bà Hằng, biết không? Cái lời nói của bà Hằng lời nói rất là chua chát cho nên rất là khó nghe, còn cái lời của chị Ni nói chuyện á thì rất là ngọt ngào mà miệng cười rất tươi nữa đó, cho nên dễ lắm, dễ nói chuyện, dễ lấy được lòng tin của người ta lắm. Nhưng mà cái câu chuyện này là cái câu chuyện chị suy diễn. Chị là thạc sĩ thì chị đem lực ra chị nói chuyện, chứ chị đừng có lên suy diễn. Chị suy diễn cái này là chị sống biến rồi. Chị suy diễn còn gì nữa nói. Cái doanh thu của doanh nghiệp đó, để đưa vào khấu trừ chi phí mà không giám sát quỹ từ thiện thì làm gì? Ông này lấy cái tiền từ thiện đó, ông đi mua siêu xe không xài đó, ông không cho, ông không hoạt động từ thiện mà ông mua siêu xe không xài, hoặc là ông cho người thân ông, cho con trai ông, cho vợ ông, hoặc là làm cái động tác là chữa bệnh cho mẹ mình vân vân vậy đó. Thấy không? Đây là một cái câu chuyện chị suy diễn ra như vậy. Vậy chị nói chị không đánh phá vào quỹ Hằng Hữu gì, chị đánh phá vào ai chị đi? Sao không đánh phá vào Hằng Hữu được? Nói lấy cái tiền trước thế của nhà nước nộp vô trong cái quỹ từ thiện đó, rồi bây giờ đưa mẹ vô cho mẹ, rồi cho con, rồi cho vợ, rồi mua xe, rồi tính vào cái khấu trừ vô trong cái thuế của nhà nước. Trời ơi, chị là phân tích như vậy là thua rồi. Trời ơi trời, tôi là một cái thằng dốt nát nhất đây nè, trong YouTube là tôi là trình độ tôi là kém nhất nè, nhưng mà chị phân tích như vậy là xong chị rồi. Trời ơi, đường nào chị chạy khỏi phân tích vậy là chết rồi. Bởi vậy làm sao quan nào ở đây ông nội ơi? Vậy rõ ràng đang lấy tiền của nhà nước, trong đó có thuế của nhà nước đó, chuyển qua rồi, mà không làm đúng hoạt động từ thiện đó. Thì lúc đó là sẽ là gì? Là chuyển giá, là thất thu thuế nhà nước, trốn thuế đó, rồi dùng cái mục đích không đúng mục đích vân vân, bao nhiêu thứ hành vi trong đó mà. Vậy thì chúng ta sẽ nhìn lại vấn đề sẽ thấy rằng là gì? Cần phải kiểm tra cái quỹ đó, số tiền được sử dụng hợp lý hay không, chuyển vô bao nhiêu tiền trước thuế sau thuế, rồi rút ra hoạt động cho việc gì. Cho nên là quỹ phải có thanh tra như các chị, không thanh tra là số tiền người ta sẽ chuyển hóa hết và không có thể đóng thuế luôn, và người ta dùng tiền đó người ta mua siêu xe. Chứ còn nếu không, ta đem, nếu mà doanh nghiệp của họ mà dùng đó họ mua siêu xe thì họ phải khai thuế, họ phải đủ các kiểu, và họ sẽ tăng vốn của doanh nghiệp lên đủ các kiểu,
trong khi nếu trong hợp chuyển qua bên quỹ từ thiện tự mua xe, tự mua siêu xe xài, trong khi đó nó không, cái siêu xe đó nó không hoạt động cho hoạt động từ thiện là không đúng đó. Vậy đó thì chúng ta lại tiếp tục chờ coi cái hoạt động thanh tra nó như thế nào. Đây là cái cách chị đi suy diễn rất là hay. Trời ơi trời, chị là thạc sĩ mà chị ngồi chị suy diễn. Bây giờ chị đi cho nó, cho mở cái công ty, rồi chị doanh thu được 20 tỷ, rồi xong đó là khấu trừ nha, chị đưa vô hết trong cái quỹ đó, rồi là cái đó là trước thuế khấu trừ, rồi lấy cái tiền đó cho vợ cho con, đưa mẹ vô chữa bệnh rồi cho mẹ, rồi mua siêu xe, rồi khấu trừ vô chứ khấu trừ vô thuế của nhà nước. Trời ơi chị tính như vậy, vậy ông Phạm Nhật Vượng ông làm nhiêu, ông mở cái quỹ từ thiện ra hết trơn rồi, ông mà làm nhiêu ông doanh thu ông lợi nhiêu đó, ông đưa mẹ hết vô trong cái quỹ từ thiện đó, rồi ông lấy tiền trong cái quỹ đó ông cho vợ ông cho con ông hết trơn rồi là thuế nhà nước đâu có. Cái đó là cái cách chị ngồi ra để chị suy diễn, chị nói người ta trốn thuế là chị đang xâm phạm lợi ích hợp pháp của công ty cổ phần Đại Nam, xâm phạm vào quỹ hằng hữu, một cái quỹ thiện nguyện được chính phủ nhà nước công nhận. Ở đây là chị rõ ràng đường nào chị chạy khỏi nữa. Tôi là một cái thằng ngu dốt chứ, mà chị nói vậy tôi thấy chị đang ngồi chị suy diễn chứ chị không có dẫn chứng bằng cái luật pháp quy định, chị hiểu không? Cái suy diễn là nó khác, nó hoàn toàn nó khác nhau, nhưng mà cái cách chị đi dẫn chuyện rất là hay nha. Thôi kệ, như vậy là quý khán giả thấy rõ ràng rồi đúng không? Rõ ràng rồi, không bao giờ có cái vấn đề quan sai quan ức đâu. Cơ quan chức năng mà bắt rồi đó làm gì có cái vấn đề quan, không có quan đâu. Trần Đình Thu đi uống thuốc cũ đi cưng, em đi uống thuốc cũ đi, mơ cho nó dài dài một chút nha, rồi từ từ em sẽ đi. Trần Đình Thu, tôi khẳng định cho quý khán giả, Trần Đình Thu sẽ đi, không bao giờ chạy khỏi, nhục mạ còn hơn Hằng Ni rất là nhiều nha quý khán giả. Thôi cuối video xin chào và hẹn gặp lại, kính chúc quý khán giả và gia đình có được nhiều sức khỏe. Bye bye.